Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki Gaming và chúng ta sẽ cùng nhau ghé qua server nước ngoài khi mà server nước ngoài hôm nay đã ra mắt, đó là nắm đấm sinh nhật của Free Fire. Ok, và để xem mà nắm đấm sinh nhật này nó sẽ có giá là bao nhiêu. Ok, mình đang ở bên server Nam Mỹ và bên này thì họ đang ra cái vòng quay mới, đó là Anniversary Tower, tức là vòng quay ma thuật. Và đây chúng ta sẽ có nắm đấm vũ trụ, right? Đấm tuyệt vời. Anh em thấy nắm đấm vũ trụ chưa? Và trông chả khác gì cái nắm đấm chiến thần. Và trông hơi giống chiến thần Buya, nhưng mà nó hơi giống nắm đấm âm nhạc năm ngoái. Nói chung là nắm đấm năm nay trông nó khá gọn gàng. Đấy, trông cũng tương đối đẹp. Đấy, tôi phải nói với anh em mà trông nó cũng đẹp đấy, chứ không phải là không đẹp đâu. Đấy, ông nào bảo không đẹp thì chắc là mắt nó có rằm. Đấy, ok con dê. À, 1500 kim cương, liệu là có lấy được cả 5 mốc hay không? Ok, nào tích cực quay tay, vận may đã tới 1 bi. Đấy, đây không phải 1 bi, 1 đá. Đây vòng quay 5 bi rồi. Ôi, 2 bi, được thật sự. Nhưng mà đây thay vì bi nó sẽ là huy hiệu lục giác trắng anh em ạ. Được thêm con cún robot. Đấy, thêm con cún robot. Đấy, ok luôn. Như vậy là mình đã đến mốc 2 rồi. Ui xôi ôi, ra áo nữ đấu vật, cứ tưởng là ra được cái nắm đấm ạ. Trông gần ra nắm đấm đấy. Ui thì ra con báo, và bây giờ chả ai dùng con báo nữa nhở. Ui xôi ôi, cái gì đây? Và lại thêm một huy hiệu, ui đây rồi, mũ thịt gà. Nhìn trông cứ như là kiểu ra nắm đấm anh em ạ, nhưng mà thực tế thì không phải. Đấy, ra thêm con pẹt luôn. Đấy, ui xôi, ui ôi, 4 bi rồi, 4 bi rồi, tuyệt vời. Xời, tuyệt vời, vòng quay quá rẻ. Và vòng quay quả ré, quả ré. Đấy, ui ơi, 5 bi luôn này. Và server này quá rẻ luôn ạ. Như vậy là lấy 5 bi mất 700 kim cương, lấy một bộ đồ, một quả keo. Quả keo này là cái quả keo nó có thông báo hạ gục. Đấy, méo hiểu kiểu gì quả keo có thông báo hạ gục anh em ạ. Đấy, đấy, quả keo chứa thông tin giết đặc biệt. Méo hiểu cái này lấy keo ra đèn đầu địch à? Đấy, này lấy keo ra đèn đầu địch à? Bó tay chấm com ông gà rán này lôm côm lắm. Tôi chảy của cái quả keo này nó hoạt động như nào, vì hôm trước tôi đã lấy quả keo này miệng free bên server Thái rồi. Đấy, cũng chảy hiểu quả keo thông báo hạ gục đặc biệt. Ảo thật đấy. Và lấy keo đè đối phương anh em ạ. Và lấy keo đè đối phương. Đấy, ui xôi, gói ông hoàng tiệc tùng. Bộ này thì hiệu ứng trông cũng được, nhưng mà tôi chưa có nắm đấm. 700 kim cương nữa lấy nắm đấm không? Tích cực quay tay nào. Và vẫn đang tiếp tục quay tay. Không chắc có lấy được không? Không lấy được. Tôi đấm thêm 5.000 kim cương và lấy nha anh em nhá. Vì sao ạ? Mình là người review có tâm mà anh em. Đấy, mình là người review có tâm, nên là mình đã review là phải review cho anh em nó cẩn thận. Đấy, để anh em biết là có nên bỏ tiền ra mua hay không. Nhiều bạn bảo là tại sao mày cứ chơi server nước ngoài thì server nước ngoài nó ra đồ trước, thì mình phải review để xem là có đáng để sở hữu hay không. Chứ còn ví dụ bây giờ đợi đến ngày ra mắt rồi anh em lại cuống hết cả lên nạp tiền vào. Ui đây rồi. Ui chưa được. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, nắm đấm vũ trụ. Đấy, nắm đấm vũ trụ được thật sự anh em ơi. Nắm đấm này rẻ. Năm nay nói chung là mình cái nắm đấm sinh nhật này kiểu rẻ, rẻ hơn cái nắm đấm trước khá nhiều. Thế là thực ra bây giờ Free Fire cũng nhiều nắm đấm rồi ấy. Đâm ra là nắm đấm này nó cũng không đặc biệt lắm. Đấy, nắm đấm này hiệu ứng nó không được nhiều. Đấy, hiệu ứng ở đây không được nhiều như này thì không biết là vào game mình trông có được nhiều hay không. Em trông hơi bị bé nhỉ. Và trông nắm đấm hơi bị bé bé. Nắm đấm lúc đầu tôi tưởng nắm đấm này đặt tên là sinh nhật 5 tuổi và ra bên Nga vẫn dịch cả vũ trụ. Cái đợt này mấy cái đồ sinh nhật 5 tuổi đổi hết thành vũ trụ rồi. Em phải nghe tên sinh nhật 5 tuổi nghe nó đuổi như kiểu là cháu năm nay mới lên 5. Đây. Được chưa? Ui ui. Ui ơi, và nắm đấm vũ trụ sát thương quá lợi hại đó bạn ơi. Đấy, bên Nga nào ghi cái thông tin đấy. Đấm nhỉ. Đấm chồng nó cũng lại gọi là lực của nó đấy. Lực của nó đấy anh em ạ. Nói chung là nếu mà rẻ này thì về server Việt Nam mình lại có tiền để ghé qua, đó là Riaki Store, shop tay nghe dành cho game thủ Free Fire. Đấy, khi ghé qua Riaki Store, đặc biệt là trong ngày 15 tháng 8 ngày mai, sẽ có rất nhiều những cái giảm giá cực mạnh từ 30-50%. Bên cạnh đó chúng ta cũng sẽ có rất nhiều các mẫu tay nghe cách âm chống ngồn, phụ kiện gaming cực chất, găng tay memo, cho phép chúng ta vuốt tâm kéo đầu, nó phải gọi là hết nước chấm. Đường link tham khảo đó Riaki Store HN hoặc là Riaki Store HCM dành cho anh em quan tâm nha. Ok con dê. Đấy, vào game test ngay. Ping hơi cao mà không sao. Xoay vào đấm này. Xoay đấm giống nắm đấm chiến thần. Cái này như kiểu phiên bản nâng cấp của cái nắm đấm chiến thần Buya năm ngoái ấy, anh em thấy không? Đấy, trông cũng khá là bình thường, như cô Hường ngồi cổng trường là bán nước đường với đêm nào cũng ngủ trên giường thôi. Nhưng mà được cái nó rẻ. Điều quan trọng là nó rẻ.
Điều quan trọng là nó rất là rẻ anh em ạ. Và quá rẻ và được thật sự luôn. Ngon rồi. Và đây chạy đâu? Ủy một viên vào đầu. Và làm sao đạn ra là vào đâu? Và headshot mà tiếp nào? Và thằng này đạn ra là vào đầu tiếp, headshot tiếp. Đạn ra là vào đầu rồi anh em. Tầm này cứ kéo tầm tay lên tay là bay đầu. Súng trên tay là thằng kia bay đầu rồi. Anh em thấy quả nắm đấm này trông đỡ không? Cái tiếng của nắm đấm này nghe khá dễ chịu. Nghe nó không bị đanh, bị khô như một số cái tiếng nắm đấm khác. Đấy, đấm nó thôi. Mày chết. Mày chết. Ôi, wow, nó bắn gục tôi luôn anh em ạ. Và nó bắn gục tôi luôn rồi. Đấy, căng đét nó khét là lẹt luôn. Đấy, được thật sự. Ok, và rong thêm quả keo đây. Bây giờ tôi sẽ test bom keo thịt người. Đấy, bom keo này để gọi là gì ạ? Bom keo để đè người. Đấy, tôi hoàn toàn không có skin súng nhá. Đấy, để xem là khi mà bắn gục đối phương xong đặt keo ra thì nó có thông báo hạ gục hay không. Đấy, xem là có thông báo hạ gục hay không. Tôi chả hiểu sao cái bom keo lại có thông báo hạ gục để làm cái gì. Mà chả hiểu kích hoạt cái thông báo hạ gục của bom keo kiểu gì luôn. Đấy, vì bom keo nó không sát thương. Ví dụ như là cái lựu choáng ấy, nó có một sát thương ấy, vẫn có thể hạ gục đối phương mà lựu choáng được. Nếu mà đối phương còn đúng một máu, hoặc là ví dụ như là bom băng. Đấy, thì cái bom băng ấy chính ra là thông báo hạ gục sẽ rất là hay. Có khi là thông báo hạ gục mấy thằng luôn. Đấy, nhưng mà cái bom này đúng là chịu rồi. Bom này chịu rồi. Cái bom keo này thông báo hạ gục để làm cái gì? Úi giời, cái đầu xinh xinh. Đấy, đặt keo ra không thông báo gồm gì luôn. Đặt keo ở mồm đối phương. Đặt keo rồi nha, bắn nha, không có thông báo hạ gục gì luôn. Đấy, buồn sương sương anh em ạ. Ôi, thò tay thò chân, bay ngay cái đầu Cronos. Sợ quả bóng kèo trông cũng đẹp anh em ạ. Mỗi tội là tôi méo hiểu là cái thông báo hạ gục nó ở chỗ nào. Buồn sương sương. Chả hiểu thông báo hạ gục nó ở chỗ nào luôn. Cười thật sự anh em ạ. Vâng, khá cười. Ok con dê. Vào, tích cực quay tay vận may sẽ tới nào. Một pha đẩy lên đến vị trí của Rika Khịa, streamer gàn nhất Việt Nam. Nhảy nhót. Nào, lên thôi. Vào đâu rồi, con thằng nào loanh quanh đây. Tôi tỉa nó là hỏng người. Em tỉa nó gọi là tung người luôn. Đâu rồi, địch à, kìa rồi. Đấy rồi, chạy đâu con sâu, lại vài viên vào đầu. Diana 14, năm ngay. Từ để lấy keo đè nó. Để tôi lấy keo đè nó. Đấy, một pha đặt keo. Thông báo hạ gục đâu? Chả thông báo hạ gục gì. Chả thông báo hạ gục gì đâu anh em ạ. Và đấy, thấy chưa, không có thông báo hạ gục gì hết nhá. Nói chung là cái thông tin mà có thông báo hạ gục ở đây là gái nào nhầm nó cho vào đây nó bịp thôi. Đấy, cho vào đây bịp nữa kìa. Trời ơi, bị nó bắn chết rồi. Đang mải chém gió. Ra thịt nó đi bạn ơi. Đây rồi, 2-1 không trốn cũng què bạn ơi. Và kìa, cứu à? Vẫn cứu được thì mình lại xin. Đấy, vẫn cứu được thì mình lại ok. Và ok quá, và quá ok luôn. Ai làm sao? Bay đầu Cronos. Bay xin nhẹ bạn cái đầu luôn. Xin nhẹ bạn cái đầu. Ui dồi ơi, ông kinh giam giam. Thì mình có mạng hạ gục này. Được thật sự, sau 3 ván thi đấu óc chó của Rikaki và mình thì team mình đã bị team địch gỡ lại tỷ số rất là 3-3. Đấy, vì tôi vẫn đang muốn làm tìm một cách nào đó để kích hoạt cái bom keo của nợ này anh em ạ, nhưng mà chưa thể nào mà kích hoạt được. Chả hiểu kích hoạt cái bom keo của nợ kiểu gì. Đấy, thì trong video này thì mình cũng đã test cho anh em cái nắm đấm rồi nhá. Đấy, nắm đấm này tùy anh em có muốn mua hay không thì tùy thôi. Theo tôi đánh giá là không giòn. Theo tôi đánh giá nó không được giòn cho lắm. Còn tùy anh em thôi, còn quả bom keo có hiệu ứng giết này thì cũng không có. Đấy, không có cách nào kích hoạt được cả. Và anh em nào mà biết được cách sau này mà lấy được quả bom keo này, biết cách kích hoạt để có thể làm thầy ở Riaki của mình. Đấy, anh em tôi gọi anh em là sư phụ, tôi sẽ tự gọi tôi là đệ tử. Đấy, mình sẽ gọi mình là đệ tử luôn. Con hàng này nó bắn tôi anh em ạ. Con hàng này nó bắn tôi. Làm sao? Nó không chết. Bởi vì chúng tôi này. Đấy, keo cũng đặt hết rồi, làm gì có thông báo hạ gục gì đâu. Chả hiểu thông báo hạ gục sinh ra để làm cái gì. Bỏ tay lấy keo đè chết địch à? Càng nghĩ lại càng buồn cười anh em ạ. Và càng nghĩ lại càng buồn cười với một nụ cười buồn. Ôi giời, địch hồi sinh lại hết rồi. Hắm rồi, địch hồi sinh lại hết rồi. Ôi, đồng chưa?
Bờ đồng đấy, bắn vô lưng. Ui, mạng lag, trốn ở bên trong rồi vẫn bị chết ạ. À. Bị thằng Kronos này nó giết. Trời đi bạn ơi, hay quá. King Sam Sam, bạn King Sam Sam bắn hay đấy. King Sam Sam này bắn được nó đấy. Rồi, ui trời ơi, không vô tâm được rồi. À, còn King Sam Sam mà thì nó đi bạn ơi. Và King Sam Sam, chơi nó bạn ơi. Chơi nó, bạn có súng gì đây? UMP, bạn còn đồ gì chơi nó? Hay quá, rồi bạn đặt kèo trông cứ gọi là uy tín. Đấy, ôi hay quá nhờ, triple kill. Đấy, vị trí King Sam và team mình là có đó, mình đó là chiến thắng. Cảm ơn anh em theo dõi video này. Và nếu như đều đầu tiên đây đến với kênh của Riaki, đừng quên để lại mình một like, một subscribe, được đẹp trai và được xinh gái nhá. Hôm nay xin gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Bye bye.